Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp giao ban với các thành viên ủy ban, lãnh đạo một số sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hội nghị đã xem xét cho ý kiến về 13 nội dung, trong đó tập trung vào việc xây dựng dự thảo chương trình hành động và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả bước đầu triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đề án nâng cao hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi và cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, dự thảo kế hoạch về thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh nguồn nước tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, dự thảo quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025. Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với các dự thảo, đề án mà lãnh đạo các sở, ngành đã trình tại phiên họp. Về thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, đảm bảo an ninh nguồn nước, phấn đấu đến năm 2025, 100% hộ gia đình trên địa bàn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn tỉnh Hưng Yên, giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nước cho sản xuất. Giao cho Sở Nông nghiệp kết hợp với Sở Tài nguyên đánh giá toàn diện cái sử dụng cái nước mặt và nước nguồn, và hiện nay là cái nguồn nước ngầm rất là khan hiếm, có thể có kế hoạch lại 2024 là cơ bản là không dùng nước ngầm nữa, và đến năm 2025 là 100% không dùng nước ngầm cho tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh và nước tiêu dùng sinh hoạt trong địa bàn toàn tỉnh, khuyến khích xây dựng các nhà máy mà giáp để lấy nước sông Hồng xuống ngược, và mục tiêu cuối cùng vẫn là công tác an sinh xã hội. Kết quả bước đầu triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy về chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030 cho thấy, đến tháng 8 năm 2022, toàn tỉnh có 61 xã được công nhận xã đạt nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến năm 2025 là 100% các xã về đích đạt nông thôn mới nâng cao, phấn đấu 50% là đạt nông thôn mới kiểu mẫu, và đưa huyện Phù Cừ đến năm 2025 là đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Thế còn 6 tháng cuối năm 2022 thì ta mới trình Trung ương, trình Chính phủ công nhận là tỉnh nông thôn mới nâng cao. Yêu cầu các ngành kế hoạch đầu tư, tài chính, nông nghiệp phải có các biện pháp xây dựng kế hoạch hỗ trợ về cơ sở vật chất cho Phù Cừ. Đối với các huyện còn lại thì 100% các xã về đích nông thôn mới nâng cao, và ta thiếu cái gì thì ta làm cái đó mà phát huy nội lực là chính. Các đồng chí chủ tịch huyện rất lưu ý, bây giờ phải rà soát lại xem là tất cả các xã đấy để muốn nâng cao thì thiếu cái gì thì phải đầu tư cái đó,